Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà tham Sóc Trăng các bạn nhé. Ngày hôm nay anh em nhà tham Sóc Trăng như là đã hứa thì tiếp tục quay một cái lô trợ giá trong cái tháng 7. Thì trước đó thì anh em nhà tham Sóc Trăng đã hứa với tất cả các bạn sẽ lên một cái lô trợ giá trong một tháng có một lần cho tất cả các bạn đam mê ha, trải nghiệm những em cá beta chất lượng cao với cái giá tốt nhất. Thì bận dù mấy thì nữa, nếu mà các bạn đã xem trên kênh BVT khám phá sở thích thì cái tháng nay anh em nhà tham Sóc Trăng hầu như là rất ít lên clip cho tất cả các bạn xem. Cái thứ nhất là cá của Thành hiện tại đang phom và những em cá bầy đó thì đang lên thôi các bạn, chưa đạt size nên Thành chưa có quay cho tất cả các bạn xem. Và cái thứ hai là những em cá giống, những em cá cặp beta giống đó thì chỉ có quay theo yêu cầu của khách hàng chứ không có mở bán thương mại đại trà như trước đây nữa. Lý do là cá cũng không còn nhiều và thời gian của anh em cũng không có nhiều các bạn. Và Sóc Trăng của Thạch Anh đó thì đang vô vụ tôm, vụ chính, thành ra là công việc chi phối rất là nhiều nên không có thời gian quay cho tất cả các bạn xem. Tuy nhiên như lời đã hứa thì sẽ làm một clip cho tất cả các bạn về những cái lô cá giống một tháng có một lần thì bắt buộc phải làm các bạn. Và hôm nay anh em nhà tham Sóc Trăng đang quay cho tất cả các bạn xem đây, một cái lô trợ giá thường nhật các bạn nha, là cũng giá như cũ các bạn nha. Một em cá trống là 190k, các bạn mua từ 3 em cá trống thì anh sẽ tặng một máy cho mình, cứ vậy nhân lên các bạn nha. Trước màn các bạn đây là em koi Zalo Galaxy Gold Cooper các bạn nha, đem ra chợ giá chơi cho tất cả các bạn đây. Các bạn nhìn thấy cái bộ đuôi nó full hay các bạn nha, full dãy đồng và tay bơi đang lên full hai tay các bạn, rất là nét nha. Em nó mang mã số 01, các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của bạn đây là em cá trống koi ghét Galaxy Gold bộ đuôi Cooper Superstar này các bạn. Form rất là gấu các bạn nha, rất là lực luôn. Như Thành đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn, cái lô trợ giá này thì hầu như là anh đem những cái em cá đang form giống, đang form VIP lên cho phục vụ cho anh em. Hầu như là vậy các bạn. Bởi vì đã nói là trợ giá cho tất cả các bạn trải nghiệm với cái giá tốt và sở hữu những em cá beta chất lượng cao thì bắt buộc anh em nhà tham Sóc Trăng phải làm, và làm trong một tháng chỉ có một lần duy nhất thôi các bạn nhé. Và các bạn nào đã mua cá tại trại cá beta Thạch Anh rồi cũng đã biết cái nguyên tắc làm việc của anh em nhà tham Sóc Trăng các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm tại trại cá beta Thạch Anh không có ship code. Tuy nhiên là tất cả các bạn chốt cặp nào, chốt mã số nào thì cứ việc inbox cho Thạch Anh sẽ tiến hành lựa cho mình và chốt cá cho mình. Nếu mà các bạn nào đến sau những em cá này đã được chốt rồi thì Thạch Anh sẽ lựa, sẵn sàng lựa tương đồng cho mình nếu có các bạn nhé. Em cá cực kỳ VIP luôn các bạn, em coi ghét Galaxy Gold Cooper này. Quá nét chưa ạ? Em cá như thế này đem ra chợ giá 190k, chỉ có tại trại cá beta Thạch Anh mới có các bạn nha. Và nếu mà các bạn mua từ 3 mã trở lên thì anh sẽ tặng một máy cho mình các bạn nha. Đó là cái hỗ trợ cho anh em đam mê cùng với anh em nhà tham Sóc Trăng. Nếu mà các bạn nào xem clip thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ anh em nhà tham Sóc Trăng các bạn nha. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của bạn đây là em cá trống mã số 03, siêu phẩm chưa các bạn, coi Nemo Galaxy Gold Cooper này các bạn. Và các bạn nhìn thấy rất là siêu phẩm các bạn nha. Em cá như thế này mà Thành đem ra chợ giá cho tất cả các bạn chơi là đồng giá 190k, chỉ có trong lô này thôi các bạn nha. Nếu mà các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ những clip mới nhất mà anh em nhà Thành Sóc Trăng đã update lên và chia sẻ đến cho mình. Trong quá trình chơi cá và ép cá beta, nếu các bạn có vấn đề gì chưa rõ thì các bạn cứ việc inbox cho Thành. Trên kênh đó Thành sẽ chia sẻ tặng tường cho mình các bạn nhé. Và quay lại vấn đề, đây là những cái em cá cực kỳ chất lượng, chỉ có trong lô này mới có giá là 190k tại trại cá beta Thạch Anh Sóc Trăng các bạn nhé. Nhanh tay lựa chọn những em cá nào mà mình ưng ý các bạn nha. Cái lô này thì Thạch Anh xin phép đi nhanh các bạn, Thạch Anh xin phép đi nhanh để chia sẻ nhiều hơn nữa những em cá cho tất cả các bạn lựa chọn các bạn nhé. Bởi vì những cái lô này thì anh em chốt rất là nhanh các bạn, những cái lô trợ giá này thì anh em chốt rất là nhanh. Và nếu mà các bạn nào đến sau những cái em cá này đã được chốt rồi thì các bạn cứ về inbox cho Thành sẽ lựa tương đồng cho mình nếu có các bạn nha. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của bạn đây là em cá trống mã số 04 các bạn nha. Đây là em coi Zalo Galaxy Gold Cooper này các bạn, bộ đuôi nó Superstar luôn các bạn nha, rất là nét cái bộ đuôi. Và em cá này form rất là gấu các bạn, giáp dày Galaxy khắp cơ thể luôn. Những em coi Zalo này thì các bạn chơi rất là hay các bạn nha, chơi phong thủy rất là hay, để bạn làm việc hoặc là để cho phòng trà rồi rất là thích hợp các bạn nhé. Màu vàng Galaxy Gold cúp bơ đồng, những cái tên gọi rất là ý nghĩa các bạn nha, rất là gấu các bạn. Em nó mang mã số 04, các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn đây là em cá trống mã số 05, đây là em coi ghét Galaxy Gold Cooper. Và đây các bạn nhìn thấy rất là nét các bạn nha. Em này thì đang form, Thành vừa mới bắt từ bọc lên luôn để phục vụ cho anh em. Thì cái Galaxy trên mình của nó các bạn nhìn thấy rất là dày và đều các bạn nha, rất là dày và đều. Và tay bơi của nó đang lên full ghét Cooper luôn các bạn. Nguyên cái bộ đuôi sau lưng là Cooper đồng các bạn nha, rất là quýp các bạn nha. Cái lô này thì Thành xin phép đi nhanh các bạn nha. Thành nói tên cá, loại cá để phục vụ cho anh em. Còn ở đây thì Thành quay trực quan, Thành đi nhanh để quay được nhiều cá hơn cho tất cả các bạn xem các bạn nhé. Quá quýp các bạn. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của bạn đây là em cá trống mã số 06, đây là em coi Nemo Galaxy Gold Cooper các bạn. Nguyên cái bộ đuôi sau lưng của nó là Cooper đồng các bạn nha. Và dãy Cooper trên mình của nó rất là dày. Và hai màu cơ bản của con Nemo thì rất là đẹp các bạn nha, rất là sáng luôn. Em cá rất là nét các bạn. Những em cá này thì rất là tơ các bạn nha. Những em cá này được form theo tiêu chuẩn giống. Và ở đây thì anh đem lên để phục vụ cho anh em. Em cá này vừa mới full màu các bạn nhìn thấy, từ đầu tới nắp mang cho đến chót đuôi vừa mới full màu và em cá form rất là đẹp các bạn. Các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nha. Quá quyết chưa ạ? Chỉ có trong lô này mới có coi Nemo, coi Get Cooper và coi Zalo Cooper đồng giá là 190k các bạn nha. Thành xin nhắc lại, đây là cái lô hỗ trợ giá cho tất cả các bạn đam mê, luôn đồng hành với anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nha. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của bạn đây là em cá trống mã số 07, đây là em coi Zalo Galaxy Gold. Và các bạn nhìn thấy trên mình của nó kìa, nó lột sạch, lột thịt các bạn nha, lột thịt. Và cái dãy Galaxy Gold trên lưng của nó đó như lên samurai các bạn. Và em nó vàng ống các bạn nha, em nó vàng ống và các cá rất là tơ các bạn. Những em cá này thì mới có 4 tháng hơn một chút xíu, Thành đang form. Tuy nhiên hôm nay đem ra để phục vụ cho anh em luôn, là chơi đồng giá 190k, bán lúa non cho anh em chơi ha. Những cái em cá này thì anh không có bán cá bầy các bạn. Những cá bầy thì anh có coi Nemo và coi Get Cooper Galaxy Gold thì có bán cá bầy, còn coi Zalo này thì anh chủ yếu là form để phục vụ cho anh em thôi, không có bán cá bầy các bạn nha. Em nó mang mã số 07, các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của bạn đây là em cá trống mã số 08, em coi Nemo Galaxy Gold các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy trên cơ thể nó chỉ có hai màu cơ bản thôi các bạn, màu vàng cam và màu đỏ các bạn nhé. Galaxy Gold, em cá cực kỳ nét luôn các bạn. Quá quýt chưa các bạn nha. Những em cá này với giá 190k đồng giá thì chỉ có trong lô chợ giá mỗi tháng chỉ có một lần thôi các bạn nha. Các bạn nhanh tay chọn lựa những cái mã số mà mình ưng ý nhất các bạn nha. Quá quyết chưa các bạn. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn đây là em cá trống mã số 09, em coi Get Galaxy Gold, cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Quá quyết chưa các bạn. Đuôi móc, đuôi đê, Galaxy thì đều như là muối tiêu các bạn nha. Màu đỏ thì rất là đẹp các bạn, màu đỏ rất là tươi, Galaxy rất là sáng các bạn nha. Em nó mang mã số 09, các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn đây là em coi Zalo Cooper Galaxy Gold, cực kỳ tơ luôn các bạn. Em này thì anh vừa mới đem từ bọc lên các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy cái form của nó rất là đẹp các bạn nha. Và em này thì size của nó mới có 4 tháng 10 ngày thôi các bạn. Và nó lên full như thế này nè các bạn. Cực kỳ quyết chưa. Đem lên chợ giá cho anh em chơi nha. Các bạn nghe không lầm đâu, em cá như thế này 190k trên một em cá trống. Và các bạn mua 3 em cá trống thì Thành sẽ tặng một máy cho mình các bạn nha. Tặng một máy theo trống các bạn nha. Lúc các bạn lưu ý, tặng một máy theo trống chứ không phải là máy tặng là máy tào lao các bạn. Con trống của bạn như thế nào, các bạn yêu cầu Thành lựa con máy như thế đó, tương đồng các bạn nha. Rất là quýt luôn các bạn. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của bạn đây là em cá trống mã số 11, đây là em coi Nemo Galaxy nè các bạn. Màu sắc nó cắt nét rất là tốt các bạn nha, cam vàng và đỏ. form cá rất là đẹp các bạn nha. Những em cá này thì Thành form vừa mới xong, đem ra chưa quay những cái lô cá giống quýp nữa thì quay cái lô trợ giá cho anh em liền. Lý do là đã hứa cho anh em là 1 tháng sẽ có lô trợ giá 1 lần, và bắt buộc anh em nhà Thành phải làm để phục vụ cho anh em, luôn gắn bó và đồng hành với anh em nhà Thành Sóc Trăng cũng như là kênh BBT Khám Phá Sở Thích các bạn nhé. Đây là những cái em cá trống chất lượng cực cao đem ra trợ giá cho anh em chơi ha. Nếu mà các bạn nào đến sau mà những cái mã số mà mình ưng ý đã được chốt rồi thì các bạn cứ mạnh dạn inbox cái mã số cho Thành sẽ lựa tương đồng cho mình và gửi clip cho mình nếu có các bạn nhé. Tiếp theo đây là em cá trống mã số 12 các bạn. Đây là em koi ghép Cooper Galaxy Gold, rất là tơ các bạn nha. Các bạn nhìn thấy cái mặt của nó gần còn non trong luôn, vừa mới full màu thôi các bạn, đậm màu thì chưa đâu. Những em cá này các bạn về các bạn trải nghiệm, các bạn ép làm giống rất là tốt. Và các bạn lưu ý giúp cho Thành nhé, hiện tại thì đang vào mùa mưa có thể nói là mưa ngày mưa đêm luôn, thì nếu mà chúng ta ép thì chúng ta để trên nơi khô ráo và tránh tiếng động để ép đạt nhất có thể các bạn nha. Các bạn mua những cặp cá beta của Thành về, nếu mà chưa có kinh nghiệm ép thì các bạn cứ việc lên kênh BBT Khám Phá Sở Thích, đầu trang luôn Thành có chia sẻ cho bạn clip ép cá beta thành công 100%. Và trong quá trình nuôi thì có gặp khó khăn gì thì các bạn cứ việc inbox cho Thành hoặc là comment trên đó, Thành sẽ trả lời cho mình nếu có các bạn nha. Tiếp theo đây là em cá mã số 13 các bạn, em coi Yellow Cooper Galaxy Gold, và các bạn nhìn thấy cái bộ đuôi của nó kìa, nguyên một cái bộ đuôi star tier rất là nét các bạn nha. Và dãy Cooper trên mình của nó rất là dày và đều Galaxy rất là dày luôn các bạn. Em nó mang mã số 13, các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nhé. Đây các bạn, trước mặt nhỏ các bạn đây là một em siêu phẩm này các bạn, koi ghép Galaxy Gold, cực nét luôn các bạn nha. Và đuôi của nó đuôi star bông cúc luôn các bạn, quá nét cho em cá, chất lượng rất là cao các bạn nha. Em cá này chất lượng rất là cao, tuy nhiên ở đây Thành đem lên để phục vụ trợ giá cho anh em chơi. Thì trong clip này như Thành đã chia sẻ đầu clip cho tất cả các bạn đó, thì đây là một cái lô trợ giá 1 tháng chỉ có 1 lần duy nhất thôi các bạn ha. 1 tháng chỉ có 1 lần duy nhất trợ giá, đem những em cá form giống phục vụ cho anh em, đồng giá là 190k. Mua từ 3 trống thì Thành sẽ tặng cho tất cả các bạn 1 máy các bạn nha. Các bạn biết chơi thì nhìn em cá sẽ biết chất lượng nó tới đâu liền. Các bạn nhìn thấy em cá đây, coi ghép mà nó như thế này các bạn, Galaxy dày đều, đuôi bông cúc ta lưng, quá quyết chưa ạ. Nhanh tay em bóc cho Thành mã số 14 các bạn nha. Tiếp theo chứ mã nhỏ các bạn đây là em cá trống mã số 15 các bạn. Đây là em coi Yellow Galaxy Gold với bộ đuôi star tier rất là nét luôn các bạn. Galaxy trên mình của nó thì dày từ đầu cho đến chót đuôi, quá quýt chưa các bạn, em nó rất là tơ các bạn nha. Những em cá này thì size của nó mới có 4 tháng 10 ngày, vừa mới full màu thôi các bạn. Và ở đây thì anh đem ra để phục vụ cho anh em liền ha. Thì như những clip trước thì anh em nhà Thành Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn, hiện tại thì cá bầy, cá phôm của Thành đang hút hàng rất là nhiều, nên việc mà chọn lựa ra những em cá này để quay cho các bạn đó là cũng cả một vấn đề các bạn nha. Các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nha. Đây các bạn, trước mặt nhỏ các bạn đây là một em siêu phẩm mã số 16 các bạn, cực kỳ tơ luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, em nó mới có full thôi, đậm thì chưa đâu, size rất là to. Và Galaxy trên mình của nó từ nắp mang cho đến chót đuôi này các bạn nhìn thấy, quá quýt chưa. Nguyên cái bộ đuôi thì full Cooper và màu đỏ của nó thì lên giáp cơ thể rồi nhưng mà đậm thì chưa đâu. Các bạn về các bạn trải nghiệm, các bạn nuôi lên hoặc là các bạn ép một cái nó sẽ full màu, đậm màu rất là nhanh các bạn nha. Đây là những em cá rất là tơ để đem lên phục vụ cho anh em đây. Đây các bạn, trước màn nhỏ của các bạn đây là em cá trống mã số 18, em coi Nemo Galaxy Gold các bạn nha. Em nó đi theo tông cam, vàng và đỏ, và trên cơ thể của nó rất là nhiều màu, có thể nói đây là em con multi. 2 cái khăn hoàng thì màu đỏ và màu cam các bạn, rất nét chưa các bạn. Em nó mang mã số 18, các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nhé. Tiếp theo đây là em cá trống mã số 19 các bạn. Em coi Get Galaxy Gold với cái bộ đuôi Superstar này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái bộ đuôi không? Starlink, Startier. Rất là nét các bạn nha. Form rất là tròn. Tổng thể màu em cá rất là nét các bạn. Thành xin nhắc lại, cái lô này là cái lô trợ giá để hỗ trợ cho anh em cùng đồng hành với anh em nhà Thành Sóc Trăng cũng như là kênh BVT khám phá sở thích. Cái lô này thì Thành lên đồng giá là 190k trên em cá trống. Các bạn mua 3 em cá trống thì Thành sẽ tặng một cá máy cho mình các bạn nha. Cá máy tương đồng với trống của mình lựa chọn các bạn ha. Em nó mang mã số 19, các bạn thích thì inbox cho Thành nhé. Đây các bạn, trước màn nhỏ các bạn đây là em cá trống mã số 20. Và đây cũng là em cuối cùng trong cái lô cá mà anh em nhà Thành Sóc Trăng đem lên trợ giá cho mình. Và đây cũng là một cái em độc nhất trong cái lô này các bạn nha. Cái em cá này là một cái em nằm trên cái bộ gen mới mà anh em nhà Thành Sóc Trăng lai tạo ra. Và hôm nay đem lên một em để chia sẻ đến cho anh em. Anh em nào may mắn nhất và đã xem hết clip của anh em nhà Thành Sóc Trăng 20 em cá trống trợ giá trong cái lô này thì các bạn sẽ thấy em cá trống này. Em cá này thì được setup cho tất cả các bạn nào xem kiên trì luôn đồng hành với anh em nhà Thành Sóc Trăng. Các bạn nhìn thấy màu vàng đỏ và cái bộ đuôi như là cá nhập các bạn nha. Form gấu form gấu đầu tròn rất là đẹp đây. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ những clip mới nhất mà anh em nhà Thành Sóc Trăng chia sẻ đến cho mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.